cô gái này có nói với em là không có ngại về vấn đề đó. Mình sống là mình sống cho hiện tại với lại là tương lai. Cho nên là đôi lúc là đừng có nghĩ nhiều về quá khứ á. Rồi, một cô gái cởi mở ha. Em dạy lâu chưa? Em công tác lâu chưa? Cũng lâu rồi. À, cũng lâu rồi. Tức là mình có kinh nghiệm về dạy trẻ con rồi. Dạy con, dạy người lớn không ạ? À, dạy người lớn luôn ạ. À, có được chương trình xe duyên thì cũng là một cái may mắn. Thôi thì cũng cố gắng để có cái phận với nhau. Dạ. Mời nhà trai. Này, ngồi đi em trai. Mời nhà gái. Chào chị. Mời em trai giới thiệu về mình. À, lần đầu tiên cho em xin gửi lời chào tới ban biên tập chương trình. À, MC Quyền Linh, MC Ngọc Lan và toàn bộ khán giả đang theo dõi chương trình. À, em tên là Trần Đức Trung. À, em sinh năm 1987. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở Bà Rịa Vũng Tàu. Quê em ở Nam Định. À, hiện tại em đang làm quản lý bảo trì cho một công ty thép. Mời nhà gái. À, kính chào chú Quyền Linh, chị Ngọc Lan. Em tên là Nguyễn Thị Ngọc Diệp, năm nay là được 34 tuổi, hiện con đang công tác tại hệ thống trường Việt Mỹ. Em đang làm ở Tân Bình. Dạ đúng là rồi. Mình làm công việc gì ở đó? Em giáo viên. Dạ đúng rồi. Dạ. Ở người Vũng Tàu thì khoảng cách thật ra nó cũng không xa lắm ha. Hy vọng rằng nếu mà có đủ duyên thì chúng ta sẽ đi Vũng Tàu chơi du lịch rồi từ đó không biết đâu mà ở Vũng Tàu luôn ha em gái hả? Dạ. Ưu điểm của mình là gì à, Trung? Ưu điểm của em là hòa đồng, biết quan tâm, chia sẻ, có chí tiến thủ trong cuộc sống. Còn cái điểm yếu của em là hơi nóng tính và hơi vội vàng, nhưng mà cũng biết kiềm chế bản thân để khắc phục cái để hoàn thiện bản thân. Ưu điểm của mình là gì? Ưu điểm của em thì dễ thương, thấu hiểu tâm lý của người khác, gọn gàng, tự lập, nấu ăn thì cũng rất là ngon. Quá trời ưu điểm luôn nha. Còn khuyết điểm của mình? Điểm của em là đôi lúc em dọn dẹp nhà cửa thì quá sạch. Quá sạch. Dọn dẹp quá sạch. Vậy là hơi kỹ tính đó. Thôi, đường tình duyên mình sao Trung? Em có trải qua một cuộc hôn nhân rồi. Cái nguyên nhân là hai người là không hòa hợp được, rồi là hay mâu thuẫn. Cách đây cũng khoảng gần 2 năm ạ. Em có cháu nào chưa? Em có một bé hơn 4 tuổi ạ. Trai hay gái? À, bé trai anh. Bé trai đang ở với mẹ, em với chú cấp ạ. Ở cách xa em không? Ở cách xa em cũng khoảng 60 cây ạ. Bên đây tình duyên của mình sao nè? Bên đây tình duyên thì chưa có lỡ chuyến đò nào hết. Chưa chuyến đò nào luôn? Dạ. Chưa yêu ai hết à? Dạ chưa. Vậy thì em gái ơi, em nghĩ thế nào vì bên đây? Thì... Không ngại không? Không, không ngại mới lên đó. Dạ hả? Em thấy sao? Em đâu có thấy mặt đâu mà thấy sao. Em chưa thấy mặt làm sao biết làm sao. Rồi, một chút thấy mặt là sẽ biết ha. Cô gái này có nói với em là không có ngại về vấn đề đó. Thì cũng nhờ chị Ngọc Lan giúp, tại vì là em cũng mong muốn qua những cái gì mà em đã từng trải qua thì em cũng đã rút được kinh nghiệm, có những cái bài học trong cuộc sống về gia đình, về bản thân, có thể là san sẻ chia sẻ cho cái người phụ nữ tiếp theo của mình. Có những cái thời điểm mà công việc của em nó chưa được ổn lắm thì cái thời gian em đi làm thì rất là nhiều, cái thời gian chăm lo gia đình thì cũng chỉ có khoảng một chốc lát thôi, nên là cũng hơi bị lơ là, cũng rất nhiều lần sửa sai, cũng đóng góp, nhưng mà cũng không thể tiếp tục, tại vì là cũng hai người cũng có những cái quan điểm nó sống nó hơi khác nhau một tí, nên là rất nhiều lần em sửa sai. Vâng. Nhưng em sửa có hết chưa? Theo quan điểm của em thì cũng chưa thể hết được. À đó. Vâng. Quan trọng mình biết sửa sai và phải sửa cho hết. Vâng. Rồi. Vậy thì em có cái mong muốn gì ở cái người phụ nữ sắp tới mà em tìm hiểu? Chân thành, biết chia sẻ, lắng nghe, quan tâm. Nhiều khi là chỉ cần chia sẻ, quan tâm, hoặc là những cái gì mà người đấy là cái tính phải là biết trước biết sau, chứ suy nghĩ cho tương lai, tiến tới một cái mục đích là happy, tức là hạnh phúc phải lâu dài chứ không phải hạnh phúc ngắn. Em có tự nhìn thấy là bản thân mình sẽ làm được gì cho cái người phụ nữ đó không? Mình cố gắng mình đi làm, mình cố gắng mình xây dựng cái hạnh phúc từ những cái điều nhỏ nhoi nhất. Thì cả ba mẹ em cũng khuyên là thì đến cái tuổi thì mình cũng phải lập gia đình và mình phải có trách nhiệm với gia đình, trách nhiệm với cuộc sống, trách nhiệm xã hội, trách nhiệm với con cái. Đến qua nhà gái coi sao. Nhà gái dễ, dễ cưng lắm. Dễ cưng ha. Cưng lắm. Nãy giờ nghe nói bên kia vậy thì cảm giác anh ấy là người thế nào? Dạ thưa chú, là con thấy mình là con người thì ai cũng sẽ có mắc phải những cái lỗi. Mình sống là mình sống cho hiện tại với lại là tương lai. Cho nên là đôi lúc là đừng có nghĩ nhiều về quá khứ á. Rồi, một cô gái cởi mở ha. Bây giờ mình muốn một người chồng tương lai của mình như thế nào?
chỉ mong là tôn trọng, nói chung là tôn trọng nhà con. Tự nhiên rung quá, từ rung quá không biết nói gì. Vậy hả, chưa có đặt một cái mục tiêu gì hết. Thôi giờ nói lại rồi. Nãy suy nghĩ nhiều lắm suy nghĩ nhiều lắm nhưng cuối cùng nói không ra điều nào hết trơn á. Cái người mà con sẽ chọn là một người của gia đình, biết chia sẻ, nói chung là hai người có cái gì cũng chia sẻ với nhau. Đó, nãy anh kia cũng muốn chia sẻ đó. Đi đâu cũng đi cùng nhau mà làm gì cũng làm cùng nhau hết. Chuyện mà ví dụ con cái thì càng đông càng vui không có sao hết. Càng đông càng vui không có sao hết. Tức nghĩa là con của anh thì cũng như con của em. Rồi, tức là nếu mà anh đón con về ở chung thì em vẫn ok, bình thường, vẫn thương. Quan điểm rõ ràng vậy thôi. Thôi, được rồi. Anh ta mắc cỡ. Chưa có mối tình nào luôn hả? Trời đất ơi. Sao không? Tại vì đi dạy mấy bạn nhỏ vậy nè. Hồi đó dạy ở trung tâm thì có một bạn cũng dễ thương lắm. Cô ơi, hay để con làm ai cho cô. Như vậy chứng tỏ là cô giáo này là rất là được học trò với lại phụ huynh thương và quan tâm nè. Thì hôm nay đi với ai nè? Dạ, đi với bạn. Xin chào chú Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Thì hôm nay tới đây thì em thấy là nhà bạn trai thì khá là phù hợp với lại chị của em. Thì thứ nhất là chị của em có cái ưu điểm là nấu ăn rất là ngon. Thứ hai nữa là chị của em rất hiểu tâm lý của đối phương. Thì thứ ba nữa là chị cũng rất là yêu trẻ con, tại vì là giáo viên nữa. Em thấy là cả hai người cũng khá là phù hợp và rất là đẹp đôi. Rồi, cảm ơn em trai. Mình đi với ai? Em đi với một người bạn. Em chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Dạ, hôm nay thì em rất vui được đến với chương trình. Cảm nhận của em ban đầu thì em thấy chị rất là nhân hậu, để em rất là bao dung khi nghe về hoàn cảnh của anh Trung. Thì em rất mong là chị sẽ tạo cơ hội cho mình, cho anh Trung, cả hai sẽ cùng nhau tìm hiểu để tiến tới được một hạnh phúc. Trước mắt thì mình có thể hẹn hò, gặp gỡ, làm quen. Cảm ơn nhà gái, nhà trai nha. Ông Mai, bà mối cũng ủng hộ rất là nhiệt tình luôn. Mở rào. Bình tĩnh nào. Chuyện bây giờ còn lại là của hai người đó. Bắt đầu đi Trung. Anh chào em. Rồi, bước qua, mình bước qua nào. Hôm nay anh có món quà, con voi. Dạ, rất là mẫu danh anh rất là thích. Thì cái con này thì nó mang cái sức mạnh, tức là ý là mong muốn là lúc nào cũng khỏe mạnh. Đây là quyển sách em gửi tặng anh, mọi chuyện đều tùy duyên. Thì mình gặp nhau ở đây cũng là cái duyên rồi, cho nên là cứ cho nhau một cơ hội. Rồi, ok. Dạ, cảm ơn. Qua cái cách nói chuyện của anh ấy thì em thấy anh là người như thế nào? Em thấy anh rất là chững chạc. Em dạy lâu chưa? Em công tác lâu chưa? Cũng lâu rồi. Cũng lâu rồi. Tức là mình có kinh nghiệm về dạy trẻ con rồi. Dạy con, dạy người lớn luôn ạ. Dạy người lớn luôn ạ. Ok. Anh gặp được em. Nó cũng là một cái duyên. Thì mình cố gắng đi. Cố gắng có cái khoảng cách, có cái địa lý hoặc là có cái này cái kia thì mình sẽ thu hẹp trong tương lai. Nếu mà về cái hôn nhân ấy, thì thời gian của em ấy thì khoảng bao lâu thì có thể kết hôn? Nếu anh thấy đủ thì là đủ. Nếu anh thấy là thật sự là hai người họ cần nhau trong cuộc sống để làm cho nhau tốt hơn, để quan tâm, để lo lắng cho nhau thì nó là đủ. Nếu mà có làm dâu thì em có muốn làm dâu không? Không có gì hả? Tức là mẹ... không có cái rào cản gì bất kỳ trong cái cuộc sống gia đình hôn nhân đúng không? Mẹ là mẹ của Trung. Mẹ của Trung rồi, ok. Thì anh cũng thấy là em cũng là một người cũng gia đình, tức là cũng theo quan điểm của anh ấy thì mọi người đều cũng mong muốn, tức là các cô gái hiện tại bây giờ thì không muốn sống chung với gia đình, tức là cũng muốn riêng để cho thoải mái. Anh thấy là cuộc sống ở đâu tốt thì mình sống, gần nhà ba mẹ thì càng tốt, hoặc là ở với ba mẹ. Thì tất nhiên là anh cũng nói là anh là con trưởng, anh có một cô em gái nữa. Bây giờ mình vẫn phát triển sự nghiệp bình thường, khi ba mẹ ốm, ba mẹ già yếu, hoặc là trong tương lai gần thì mình có về mình phụng dưỡng ba mẹ. Đấy, chăm lo cho cuộc sống gia đình. Nhưng mà giờ lấy vợ về, em muốn vợ về ở đâu? Bây giờ ở đây thì em cũng có một số vốn, cũng tích góp được. Nếu mà muốn có nhà ở đây thì hai người cùng nhau. Khoảng bao lâu thì em có thể mua đất ở Vũng Tàu được? Em cũng có dự tính là khoảng 6 tháng đến 1 năm. Hoặc là có gia đình hậu thuẫn thêm nữa. Rồi, là khoảng 6 tháng đến 1 năm mua được nhà đất ở Vũng Tàu. Rồi Vũng Tàu cũng là một nơi phát huy công việc của bạn ấy, cũng phát huy việc của em luôn. Tàu giờ đất cũng mắc nữa đó. Đúng rồi. Có biển nữa. Mắc lắm đó. Muốn xin liền không? Nói đi. Thì nói chung là khi mà tiến tới hôn nhân ấy thì ai cũng muốn một hoặc hai bé. Được không?
Dạ được. Về đẻ liền hai đứa đó chịu không? Dạ được. Đó. Cô gái này đâu có sợ trẻ con đâu, còn thích trẻ con nữa mà. Mê nít chết. Đúng rồi. Thôi bây giờ tiến lên, nắm tay, tỏ tình luôn. Đó, muốn sao nói với cổ luôn đi. Thông qua chương trình, anh và em là có cái thân, có được chương trình xe duyên thì cũng là một cái may mắn. Thôi thì cũng cố gắng để có cái phận với nhau. Dạ. Yeah. Hát tặng cô ấy một bài luôn. Cái bài Tình yêu diệu kỳ thì em sẽ hát một đoạn. Nhìn cổ hát luôn kìa. Dạ. Nắm tay chặt vô. Đêm nay anh nhớ em, anh ngước lên hỏi sao trên trời. Sao lung linh sáng tươi, hình bóng em trong tim anh đó. Ta trao nhau tiếng yêu, nguyện mãi yêu mỗi em trong đời. Xa xăm trong giấc mơ, người giấu yêu có mơ về anh. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ lìa xa nhau, dù cho bao đôi thay. Cho ngày sẽ trôi qua êm đềm, vang tiếng cười sẽ theo ta từng ngày. Rồi, xin hết. Con gái hát lại đi. One little finger, tap tap tap, put it on your. Dễ thương quá à. Dễ thương đó. Rồi. Thôi về vị trí đi em trai. Các bạn hãy suy nghĩ về những cái giây phút vừa rồi, xem coi là chúng ta có thực sự hòa hợp với nhau hay không. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm nha. 1 2 3. Chàng trai rất là quyết liệt nha, bấm rất liền luôn á. Cô gái của chúng tôi đã bấm từ rất sớm à. Các ế thành công. Được rồi đó. Ừ. Hợp lý, rất là hợp lý luôn. Cô gái có duyên lắm á. Cô này về chắc cười dữ lắm, mắc cười lắm á. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà. Rồi, chúc các em hạnh phúc nha. Vâng, vâng, em cảm ơn. Thật là tuyệt vời, thật là hạnh phúc khi mà chúng tôi nhìn thấy những cái nút bấm đó. Họ đã đồng ý hẹn hò quý vị. Hy vọng rằng hạnh phúc sẽ sớm đến với họ ha. Đừng có nói là già cả, đừng có nói lớn tuổi gì hết á. Không có nói già cả. Không có kể gì hết trơn á. Em còn sớm lắm. Có một góc độ kinh doanh, có bạn gái đấy năng động một chút xíu để cộng tác trong công việc. Được không? Nhà gái năng động được không? Nhà gái bên đây hơi nhút nhát. Hơi nhát chút xíu. Hơi nhát ạ. Rồi một chút mình sẽ gặp nhau rồi mình bàn. Về không gia chủ, không có tính kiêu kiệt trong vấn đề tiền bạc ạ. Mình đáp ứng được nhu cầu bao nhiêu? Dạ em mát luôn này. Hả? Mát luôn. Mát luôn. Mời nhà trai. Thôi ngồi đi em trai. Mời nhà gái. Thôi bây giờ mình giới thiệu lớn lên nha. Mời em trai. Lần đầu tiên cho em xin được chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Em tên Nguyễn Tuân. Em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại bây giờ em đang kinh doanh tự do. Nhưng mà Tuân quê ở đâu? Dạ em quê miền Bắc Nam Định anh. Rồi mời bạn nữ nè. Xin chào tất cả mọi người có mặt tại phim trường ạ. Em tên là Huỳnh Thị Song Hương, năm nay 38 tuổi. Em đến từ thành phố Nha Trang ạ. Hiện đang làm việc tại Thủ Đức. Mình làm công việc gì ạ? Dạ, em đang là nhân viên văn phòng ạ. Điểm mạnh điểm yếu của Tuân là gì? Thì được cái hòa đồng ạ, đỡ mọi người. Em thì hơi nhút nhát tại vì khi gặp người phụ nữ mà đúng ý của mình thì không dám nói gì. Cái tật xấu gì không? Nhiều khi cũng hay nói nhiều. Mời nhà gái. Điểm mạnh điểm yếu của mình. Điểm mạnh của em thì biết nấu ăn, biết làm hết việc nhà, biết chăm sóc giúp đỡ mọi người. Còn điểm yếu của em thì em ít nói và nhát, không tự tin trước mọi người. Với một điều rất là đặc biệt nữa là không biết là bạn nam bên đó nghe xong không biết là có sợ không ạ. Em có cái tật là rất là giận rất là lâu ạ. Giận lâu á, giận dai á hả? Đang đi chỗ nào cũng không bỏ qua luôn hả? Dạ đúng ạ. Ví dụ như vậy, cụ thể thì chuyện gì giận dai, dai là dai thế nào? Dạ em có giận một cái bạn kia tới 5-6 tháng gì đó. Bạn nó kêu năn nỉ miết xong rồi em cảm thấy là hả dạ em thề lỗi cho bạn đó ạ. Năn nỉ 5-6 tháng mới được luôn á. Dạ. Mà làm gì giận dữ vậy trời. Thường thì cái chuyện gì sẽ làm cho bạn giận lâu tới mức như vậy? Bạn đó với em thì chơi chung với nhau, làm chung công ty. Mà lúc
đó thì em không có xe vợ thì em mới nhờ bạn đó chở, thì bạn đó không có chở, nó là trái đường không có chở. Xong người khác á, người khác con trai á, thì có khi bạn đó chở thì bạn đó đồng ý, nên là em không nói chuyện nữa và không chơi nữa. Tự ái ha. Ừ. Thôi tự nghe ái sợ không bạn trai? Dạ chơi em không sợ, tại vì sợ. Em như tầm tuổi này thì cảm giác cũng gọi là cũng có đôi lần thì cũng đã gặp gỡ và va chạm, những giống như kiểu mình biết tưởng tượng như kiểu trong công việc sẽ phải có thời gian và sẽ phải có chờ đợi. Rồi vậy là hay, coi như chịu đựng tốt đó. Dạ. Rồi em trai đường tình duyên thế nào hả Tuân? Hồi còn ở ngoài quê thì có yêu một người. Lý do tại vì khi mà gặp gỡ rồi với qua công ăn việc làm nó không phù hợp anh. Tức là qua cái thời gian với lại công ăn việc làm, khi mà mình đi qua đi lại rồi thời gian nó không cảm thấy nó không phù hợp thì em xin rút lui. Có mối tình đó thôi. Có về sau đây nữa thì có vào trong Sài Gòn thì giống như kiểu là mình cũng thích nhưng mà mình không dám thổ lộ, như kiểu là yêu đơn phương vậy. Đơn phương. Một mối tình 2 năm và mối tình đơn phương. Dạ, cộng thêm thời gian mình cứ no tập trung vào công việc để mình làm ăn thì mình cứ muốn phát triển sự nghiệp nên thành ra là mình cũng không có nghĩ đến cái tuổi bây giờ, mình cũng đã lớn rồi, đến bây giờ quay lại thì thấy cảm thấy là cái tuổi nó rất là lớn. Và mình muốn xây dựng gia đình. Rồi. Dạ. Mời nhà gái. Em đã trải qua 2 mối tình ạ. Mối tình thứ nhất là lúc đó khoảng tầm 20 tuổi ạ. Là do cũng hiểu lầm, hai người hiểu lầm. Nên là thì sau đó em đi làm việc xe, em vô thành phố em làm thì cũng không ai giải thích luôn. Nên là chia tay. Và mối tình thứ hai thì quen khoảng 2 năm ạ. Rồi người đó có người khác. Ông Mai quá, giờ ngó gì nhà tôi vậy? Tại nghe giọng nói dễ thương quá. Đang rung. Dạ không, em đang rung ạ. Rung đúng không? Dạ. Mà nghe nhà gái rung, nói giọng dễ thương thành ra là qua nhìn nó mà xinh gái, bây giờ muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Người đó thì cao phải 1m65 trở lên, nặng tầm 65-70 gì đó, tại em cũng hơi mập quá. Xong rồi có công việc ổn định, biết chăm sóc gia đình và không gia trưởng, không có tính keo kiệt trong vấn đề tiền bạc ạ. Mình đáp ứng được nhu cầu bao nhiêu? Dạ em mát luôn này. Hả? Mát luôn, mát luôn. Rồi. Tự tin quá ha. Tự tin. Chào bạn. Dạ chào chị. Bên kia yêu cầu là cao 1m65. Có luôn, hơn luôn. Em hơn mình khiêm tốn tí anh, mình vừa đủ luôn. Vừa đủ 1m65. 65 mấy rồi, tôi đo rồi 65-2. Ta ngồi mà đo. Bây giờ em muốn bạn gái sao, nói cho bà mối nghe coi giống bên kia không? Em thì thích một bạn gái nhìn dễ chìm. Về tương lai thì sống về cho gia đình, biết nội ngoại đôi bên. Hai người nếu mà hợp nhau thì mình sẽ về có một góc độ kinh doanh, có bạn gái đấy năng động một chút xíu để cộng tác trong công việc. Được không? Nhà gái năng động được không? Nhà gái bên đây hơi nhút nhát. Hơi nhát chút xíu. Hơi nhát ạ. Rồi một chút mình sẽ gặp nhau rồi mình bàn. Em trai đi với ai? Dạ em đi với người thân, người em của em họ là em Tuyền. Rồi em họ. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Em là người thân của anh Tuân. Anh của em khá là nhút nhát nhưng mà được cái rất là chân thành. Về công việc á thì em nghĩ là hai anh chị khá là hợp nhau á. Tại công việc của anh là kinh doanh, còn chị là làm văn phòng thì có thể là hỗ trợ lẫn nhau. Và một cái này em thấy có điểm chung giữa hai người là hai người đều biết nấu ăn. Anh Tuân cũng nấu ăn rất là ngon. Và em thấy chị cũng biết nấu ăn và nội trợ thì em nghĩ là sẽ bổ sung cho nhau. Hai anh chị cũng cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau. Cảm ơn bạn. Cảm ơn gái. Mình đi với ai? Dạ hôm nay em đến đây có một mình á. Có Ngọc Lan ở đây, Ngọc Lan sẽ hỗ trợ cho bạn. Rồi mở rào thôi. Mở rào. Bắt đầu đi Tuân. Có bó hoa tặng em, chúc em trẻ đẹp mà anh. Em cũng có, hôm nay em tới chương trình cũng có món quà tặng. Thì cái này em thấy cũng rất là thiết thực trong cuộc sống á, nên em cũng có món quà tặng anh. Và em cũng có chuẩn bị và khắc mấy câu thơ ở đây. Rồi anh ơn em nè. Dẫu trời, dẫu ngoài trời đang đổ nắng, anh có say nắng, em không, tin em còn thiếu vắng anh. Tim em còn thiếu vắng anh. Câu này chắc trên mạng hay gì đó hay không là... em tự nghĩ ra à, tự nghĩ ra luôn dạ hả? Em chuẩn bị món quà thứ 6 tuần trước à. Hay quá vậy ta. Dạ. Rồi món quà ý nghĩa, cô gái rất là chỉnh chu ha. Giao lưu về ca hát chút cho nó thoải mái đi, em trai hát bài gì đó tặng em gái, có hai người đối diện mặt với nhau đi.
Chưa dám hôn nhau, chưa lời thổ lộ, mà sao hơi thở như là của nhau. Chưa nắm tay nhau, chưa ngồi sát lại, mà sao năm tháng giờ là của nhau. Anh nha. Anh thấy em sao? Thì em hỏi anh là anh thấy em sao? Có phải là mỗi người anh đang tìm kiếm không ạ? Nhìn em thì anh thì ấn tượng ngay ánh mắt đầu tiên, anh nhìn em thì rất là ok. Anh bây giờ anh cũng run, nó không biết nói gì. Nhưng mà quan điểm em nhìn như anh thì em đánh giá anh như thế nào? Em thấy anh được ạ. Nói chung thì anh thì là một người nói chung cũng sống nội tâm lắm. Nhiều khi thì nếu mà sống về có thời gian để anh em mình tìm hiểu sâu á thì anh sẽ sống nội tâm nhiều hơn. Còn như kiểu như bây giờ thời gian anh em mình mới biết nhau thì nói chuyện rồi này kia chắc em cũng chưa hiểu hết được cái tính cách và cái mình sống nó như thế nào á. Thì ví dụ như anh em mình mà đến được với nhau thì em xác định anh em mình cưới luôn hay là như thế nào? Nếu mà đến được với nhau thì cưới luôn ạ. Tại vì em cũng lớn tuổi rồi, em cũng không phải là còn nhỏ và phải tìm hiểu, hoặc là như mấy bạn trẻ giờ phải yêu đương 2-3 năm rồi mới cưới ạ. Rồi, của anh thì anh thích là một mẫu người chung thủy, đảm đang, chăm lo cho gia đình. Mong muốn của anh thì em vẫn đáp ứng được ạ. Em cũng là người biết chăm sóc gia đình lắm, và cũng có là hai bên nói chung là cũng có hiếu cha mẹ lắm vậy mà. Rồi, hẹn hò sao đó? Như anh thì công việc anh tự do thì anh sắp xếp thời gian, anh gặp lúc nào thì cũng ok, không vấn đề. Chắc nếu mà được thì mình sẽ hẹn nhau vào cuối tuần này đi. Trời ơi, ở gần nhau thì gặp nhau mỗi ngày chứ sao gặp nhau cuối tuần. Giờ gấp lắm. Bên đây người ta đâu, người ta là... Làm gì gấp dữ vậy, mà... trẻ măng luôn. Tức là nhưng mà cái tuổi của người ta là cũng tuổi không có con trẻ. Không, người ta nói là nhất cự ly gì tốc độ phải lẹ làng lên, muốn gặp nhau mỗi ngày. Hẹn lần đầu là thì tôi chuẩn bị cho nó kỹ, quà cáp rồi hẹn chỗ nào, tôi tính toán, tôi lên kế hoạch cho bất ngờ lãng mạn, phải có tuần thời gian chứ, hối quá nó cũng không được đâu. Ý mình là để đến cuối tuần để mình sắp xếp, đúng rồi như anh Quyền Linh nói là đúng sắp xếp rồi, công việc cho nó ổn định cái đã, đủ thứ cho bộ. Ta chuẩn bị sẽ tặng quà cho nó ý nghĩa. Làm gì làm phải nhanh gọn lẹ. Em gái rất là xinh đẹp, em đừng có tự ti gì hết. Đừng có nói là già cả, đừng có nói lớn tuổi gì hết á. Không có nói già cả. Không có kể gì hết trơn á. Em còn sớm lắm. Cô này buông ra nhiều người theo lắm á, theo nói dài dài luôn á. Thì dĩ nhiên rồi. Ừ. Cho nên là phải lẹ lẹ, nhất cự ly nhì tốc độ, chứ người ta nhiều người đeo đuổi lắm, một tuần mới gặp lần là 6 ngày, còn lại trong tuần là người khác gặp đó. Mai vậy em mướn nhà gần chỗ luôn, ở đó luôn. Chắc vậy thì em phải xoay lại cái thời gian thì tối mai em hẹn gặp luôn. Đó. Vậy đi. Được chưa mới? Được. Rồi, thật ra khi gặp cô gái này em có cảm nhận gì không? Em có rung, có rung rất nhiều. Rung rất nhiều luôn. Rung động nha, chứ không phải là rung cầm cập nha. Rung vậy là mệt lắm mà. Ở thiệt ha. Rồi, có rung động trái tim không? Dạ, có anh. Em có nhớ. Em có thấy chàng trai em có thấy hợp với thấy suy nghĩ, những cái tưởng tượng của mình về người yêu lý tưởng không? Dạ có. Cô gái chưa có biết yêu lần nào hết trơn á. Làm nắm hai tay ha, tỏ tình gì đó đâu, em gái đứng lên. Mà mai là mối nó phải tới luôn nè nắm. Đó vậy mà kêu dùng tóc bất đạt. Cầm tay đúng không anh? Cầm tay xem nó có ấm không em? Đúng rồi đó. Yeah. Nắm chặt nha, nắm chặt nhìn 30 giây. Nhìn sâu thẳm vô trong mắt. 30 giây không liếc ở đâu hết. 30 giây bắt đầu. Nhìn đi, cô thấy gì trong mắt không? Em thấy tóe lửa tình rồi. Thấy tóe lửa tình rồi. À dạ. Yeah. Nói gì đó. Từ trước lâu nay mình đã ấp ủ và mình mơ ước. Dễ thương. Hình chắc như... chỉ có vậy thôi, văn em cũng chỉ có vậy. Ừ vậy là hay rồi. Nhưng mà hình như gương mặt của cô gái bất biến luôn á. Không. Em vẫn như vậy. Em sao, em thấy sao em gái? Không thì cũng em... đúng những cái lời của em suy nghĩ mà bạn đã nói rồi ạ. À. Em nói lại luôn đi. Thôi em đi đang run mà. Không, chắc nhà trai muốn nhà gái nói mà. Em cũng cảm ơn chương trình hôm nay đã giúp đỡ cho em và bạn nam cũng như là người đó mà em cũng tìm kiếm bao lâu. Hay là chắc là thời điểm đã tới à, và gặp người đúng người à. Quan trọng là đúng người đó. Sau 3 tiếng đếm, mình sẽ quyết định. 1 2 3 hết thời gian. Thôi. Quyết liệt.
Chúc mừng em. Tuân là quyết định. Chúc mừng hai bạn. Bây giờ nắm tay nhau. Ừ, ta ôm luôn rồi. Hả? Bạn gái tình yêu còn non trẻ lắm. Ôm chặt vô thử coi. Không lẽ giờ ôm cũng dại. Ôm chưa để nguyên. Tôi chụp tấm hình coi. Được quá. Rồi ok, đây là quà của em. Nhớ đưa bạn gái đi tâm sự nha, Tuân nha. Cặp đôi đầu tiên họ đã bấm nút hẹn hò. Chúc họ sẽ sớm về chung một nhà. Bây giờ thì chúng ta đến với cặp đôi thứ hai nào. Xin mời. Dạ chào thầy. Dạ, ủa chào thầy mẹ. Ơi, thầy cho học trò hỏi là mình đơn phương như vậy là bao nhiêu năm rồi? Nếu tính ra thì từ năm trung học phổ thông. Nhưng mà bây giờ thì hết rồi. Thiệt là hết không? Dạ hết rồi. Dạ không rượu chè. Dạ không ạ. Không có luôn. Có thuốc không trai? Dạ ơi. Không. Cà phê, nước đá gì không có gì. Đỡ tốn kém dễ sợ luôn. Không ăn uống gì luôn. Nhưng mà con chưa có thố lộ với bạn này. Hiện tại bây giờ cũng là qua cái mức độ bạn bè thôi. Ví dụ như con khó khăn cái gì alo cái là bạn đó giúp. Hay là bạn đó muốn giúp đỡ cái gì alo cái con giúp lại. Giờ vẫn còn. Dạ vẫn mối quan hệ bản thân thôi ạ. Mời nhà trai. Rồi mời đi em trai. Mời nhà gái. Chúng ta đến với phần giới thiệu của bạn gái nè. Dạ em xin chào chị Ngọc Lan, chào anh Quyền Linh, chào bạn trai và quý vị khán giả. Em là Huỳnh Thị Phương Thảo, 31 tuổi, hiện đang làm giáo viên mầm non. Quê em ở Bến Tre và hiện tại em sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình ở quận mấy vậy Thảo? Dạ em ở Bình Tân ạ. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ em xin giới thiệu, em tên là Thi, sinh năm 1990, em quê gốc là ở Đồng Tháp. Nhưng mà hiện tại em đang ở quận 12 ạ. Quận 12. Em cũng có đang làm ở trường ở Bình Tân luôn. Trường gì? Trường Bình Hưng Hòa. Mình làm gì? Mình làm dạ không? Em làm giáo viên dạy môn vẽ ạ. Trời ơi, vậy là hai người giáo viên ngồi đây luôn rồi. Vậy là khỏe rồi ha. Coi như mình vẽ cho nít coi cũng được. Dạ có sự tương quan nhau, hai người cũng có học vẽ nhau. Rồi bây giờ mình nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Thì ưu điểm của em đó là em biết nấu được nhiều món ăn, biết lắng nghe, quan tâm và chia sẻ với mọi người. Thì đặc biệt là rất là trân trọng cái tình cảm gia đình. Còn khuyết điểm thì em hơi bị rụt rè trước những người khác giới. Mình quen với mấy em nhỏ nhỏ nhưng mà mình hơi e thẹn với người lớn, với người không quen. Cái này nó có cái cách để mình giải quyết vấn đề hết ạ. Dạ, con cũng đã từng học cũng tham khảo rồi cho nên con cũng có sự thay đổi nhiều hơn. Vậy có gì sau chương trình cái thầy hỗ trợ cho bạn ấy thay đổi cái khuyết điểm của bạn ấy nha thầy nha. Dạ ok ạ. Dạ. Còn rồi. Bên mình là ưu điểm khuyết điểm gì? Dạ ưu điểm đầu tiên là con thân thiện và giúp đỡ mọi người, biết nấu ăn, hay thích sáng tạo những món mới. Còn cái khuyết điểm của con là con cũng hay nóng tính nhưng mà vẫn kiềm chế được. Con bỏ đi cho chỗ nào đó có cái không khí thoáng hơn rồi chút xíu lại là con. Tức là con mình nóng thường. Là mình biết mình nóng ha. Dạ biết ạ. Bây giờ mình nói chút xíu về đường tình duyên đi. Dạ đối với đường tình duyên của con á, thì từ nhỏ lớn thì con không có quen ai nhiều, chỉ con có một cái mối tình đơn phương như là say nắng luôn á. Tại vì cái cô gái này hay giúp đỡ con rồi cũng như trong quá trình học á. Nhưng mà con chưa có thố lộ với bạn này. Hiện tại bây giờ cũng là qua cái mức độ bạn bè thôi. Ví dụ như con khó khăn cái gì alo cái là bạn đó giúp. Hay là bạn đó muốn giúp đỡ cái gì alo cái con giúp lại. Giờ vẫn con. Dạ vẫn mối quan hệ bản thân thôi ạ. Dạ chào thầy. Dạ, ủa chào thầy mẹ. Ơi thầy cho học trò hỏi là mình đơn phương như vậy là bao nhiêu năm rồi? Nếu tính ra thì từ năm trung học phổ thông. Nhưng mà bây giờ thì hết rồi. Thiệt là hết không? Dạ hết. Mình chưa thổ lộ với người ta. Dạ. Mình chưa biết người ta từ chối hay đồng ý mà sao mình biết là mình hết? Tại vì bạn đó thường hay chia sẻ nói thôi tôi có người yêu rồi. Ông cũng nên tìm người yêu đi chứ ông mà cứ độc thân như vậy hoài thì cũng mẹ ông cũng lớn tuổi rồi cho nên còn cần phải có người để quan tâm chăm sóc cho mẹ ông thêm. Có nghĩa là hai người cũng nói chuyện hợp ý nhau lắm nhưng mà cái vấn đề về tình cảm thì không có tiến tới. Dạ không có tiến tới. Không thể tới. Dạ. Thế là bây giờ chị đặt trường hợp nếu như bạn đó trải qua nhiều cái cuộc tình, bạn ấy đi một vòng rồi bạn ấy mới phát hiện ra à cái người đó là cái người mà cảm thấy là chân thành với mình nhất, thì bạn đó đặt trường hợp với em thì em sẽ xử lý như thế nào? Tại vì tính của em cũng rất là rõ ràng,
bạn là ra bạn, còn tình yêu là ra tình yêu. Người yêu của mình là mình phải bảo vệ, phải chăm sóc. Rồi, ngon lành, chị Lan an tâm. Còn nhà gái, đường tình duyên sao? Bên đây là còn Trinh Nguyên đó. Dạ. Bên kia Trinh Nguyên thì bên em cũng rất là trong trắng. Tại vì thực ra em cũng chưa có mối tình nào. Thôi hay vậy. Dạ thì lúc trước em cũng có tìm hiểu, tìm hiểu một vài bạn, nhưng mà sau đó thì thấy nó không có phù hợp. Không phù hợp cho nên mình kết thúc sớm luôn. Này cặp đôi đồng trinh. Coi như là khổ trước mà sướng sau. Đúng, bây giờ khổ là cái trước sướng sau thề mới giàu. Giàu trước sướng sau lại càng đau à. Thôi nói vậy thôi, bài hát thôi mà. Ừ. Đừng buồn hơn ha. Bây giờ này các bạn sẽ bắt đầu một cái hành trình yêu của các bạn nè. Nhiều khi ở cái tuổi này chín chắn rồi, cảm nhận cái tình yêu nó khác, yêu là hẹn chắc luôn hò nó sẽ khác nữa. Nó không bồng bột giống như ngày xưa. Rồi, em gái bây giờ muốn một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Ngoại hình thì chỉ cần dễ nhìn thôi. Quan trọng là tính cách là phải là một người chín chắn, có công việc ổn định, biết quan tâm và chia sẻ, biết yêu thương và bảo vệ em. Rồi, bên này có đủ luôn. Bên này đủ, dễ thương. Bên này là cái gì cũng có hết trơn á, có chín chắn luôn. Đúng rồi. Điểm gì không thích ở đàn ông? Dạ, điểm không thích là lăng nhăng, cũng như là cái sự mập mờ ở bên đó. Cái điểm này khỏi phải lo bên đây. Dạ không à, dứt điểm à, cái gì chắc chắn cái đó. Cái gì dứt điểm cái đó. Đây sát bên là còn lăng nhăng nữa. Yên tâm. Rồi. Dạ không, rượu chè. Dạ không ạ. Không có luôn. Có thuốc không trai? Dạ không. Cà phê, nước đá gì không có gì. Đỡ tốn kém dễ sợ luôn. Không ăn uống gì luôn. Dạ ăn uống thì vẫn bình thường. À quên quên, ăn uống bình thường chứ quên. Dạ. Rồi còn không thích gì nữa không? Dạ như đó đủ rồi. Vậy ngon rồi. Ngon lành. Nhà trai tôi 100% luôn rồi đó. Còn mẫu hình bạn gái sao, nói cho bà mối bà nghe. Dạ mẫu hình bạn gái của em thì rồi chiều cao thì khoảng 1m45 trở lên được ạ. Nói chung hai bạn này là nó giống như hai cái bánh răng vậy. Bây giờ ráp vô khớp chạy. Làm gì vận hành cái máy. Làm gì nói máy móc kia mệt. Hai mảnh ghép, hai nửa mảnh ghép đang tìm đến nhau. Thì tại vì tôi không có biết văn chương. Nói gì bánh răng, bánh xe gì. Thiệt, nói chung là nói như chung hai cái nồi đã có nắp. Nồi. Nói vậy cho nó gọn. Đó, đó, vậy đi. Ừ, vậy đi. Rồi. Okay. Có cái điểm gì mình không thích ở phụ nữ không cưng? Tóc thì nhộm vàng bình thường thôi, đừng có nhộm lè lẹt quá. Trang điểm thì vừa được rồi. Có dây được chưa? Dạ, chị Ngọc Lan là quá xinh đẹp ạ. Dạ. Trang điểm di nhuộm tóc dạ, không? Không có, tóc ta tóc đen đàng hoàng. Bây giờ mình hỏi chỉ người thân coi sao. Dạ. Rồi mình mở rào nha. Cô giáo đi với ai? Dạ em đi với các bạn đồng nghiệp. Dạ chào các cô ạ. À. À, dạ xin chào ạ. Chương trình xin chào anh Huyền Linh và chị Ngọc Lan. À, nói về Thảo đi ha. À, Thảo thì là người dân miền Tây, đặc điểm mà nổi bật rất là chân thật, chịu thương chịu khó lắm. Ở bên đây lúc nãy bạn chia sẻ là có khoảng là bạn nóng tính, thì bạn có thể yên tâm về cái khoảng đó vì Thảo rất là nhẹ nhàng và ngọt ngào. Ở với một người như thế này thì bạn không có cơ hội để nóng tính đâu. Bạn trai bên đây thì rất là chân thật và thấy được cái sự nghiêm túc của bạn ngày hôm nay. Khi mà bạn đến, bạn chuẩn bị rất là chu đáo. Đến đây là đã một cái duyên rồi. Thì mình nghĩ là cơ hội đến rồi đó. Thì hãy nắm bắt luôn đi. Thì mong hai bạn sẽ cho nhau cái cơ hội để tìm được cái hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình. Hay quá. Cô giáo nói chuyện tuyệt vời luôn. Thật ra với những cô giáo mầm non thì Quyền Linh và nhiều người rất là yêu quý, trân trọng và thậm chí là rất là thương luôn. Bởi vì luôn luôn giữ con của người khác. Mình như một người mẹ hiền vậy, chăm sóc từng ly từng tí luôn. Cảm ơn nhiều. Bây giờ thì em đi với ai? Dạ em đi với anh họ, anh họ. Anh họ. Rồi, chào anh họ. Chào anh ạ. Lời đầu tiên em chào quý vị khán giả, chào chú Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan. Ý của em cũng như là ý của bạn bên nhà gái thôi. Hai bạn có cơ hội, nắm bắt cơ hội và trao nhau cơ hội. Dạ hết rồi. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn. Ngắn gọn thôi. Nắm bắt cơ hội là được. Dạ. Bây giờ mình mở rào. Mở rào thôi. Cho các bạn nắm bắt cơ hội, trao nhau cơ hội nha. Mở rào. Mời thầy, mời cô. Dạ, mình chào bạn ạ. Dạ, chào. Dạ, gửi cho bạn một món quà. Dạ. Dạ, cảm ơn. Em cũng có món quà gửi cho. Dạ, cảm ơn bạn. Em đi. Ta kêu bằng anh mình. Em nên đọc cái bài này trên sân khấu đi, nó sẽ hay. Tại vì cái này là tự anh sáng tác luôn á. Dạ, vậy em đọc. Dạ, hay đọc từng trang nó sẽ có cái cảm giác khác nhau á.
mình dơ lên cho khán giả xem luôn nào. Đưa đây chị Ngọc Lan phụ cho. Một cái cuốn sách handmade do thầy làm tặng cho cô giáo. Đây, rất là dễ thương, rất là mầm non, cà phê nha. Đây, xem phim nha, màu tím là xem phim nha. Có hôn nhau không? À chưa, đi du lịch nha. Rồi, đây là Hello, chương trình bạn muốn hẹn hò. Dễ thương lắm, em đọc đi. Dạ, hello chương trình bạn muốn hẹn hò. Bạn gì ơi, mình cho nhau cơ hội nha. Cho Thi xin số điện thoại hoặc số Zalo nha. Thi muốn nấu nhiều món ngon cho bạn thưởng thức. Phòng mong đợi. Phòng anh chiếc bóng một mình, tìm người thương cảm, kết thành lứa đôi, cùng nhau chia sẻ ngọt bùi, những khi giá lạnh, những hồi thu đông. Đêm đêm bầu bạn ấm nồng, gói triều chăn ấm, tơ đồng kết nhau. Kết nhau nên nghĩa trầu cao, thủy chung son sắc, đượm màu yêu đương. Yêu đương tợ nghĩa, mến thương, trao người thương mến tận tường ai ơi. Ai ơi, anh tơ mấy lời, mãi mong tình đẹp trọn đời bên nhau. Dễ thương quá. Rồi. Nếu mà mình có một trải qua một giai đoạn nữa thì mình sẽ tiến xa hơn tình bạn. Và cuối cùng mình sẽ đi ăn, rồi đến gia đình với nhau. Bây giờ cô giáo, mình hát tặng lại cho thầy giáo cái gì đi cho nó tình cảm đi. Đến chương trình thì em cũng tặng cho bạn trai cũng như là chương trình một đoạn nhỏ. Xuân xuân về, đôi lứa mừng vui, xuân lên chùa ước nguyện tình riêng. Mong ngày sau duyên sẽ nên đôi, anh và em sống bên nhau suốt đời. Dạ anh có thể mở cái món quà ra. Dạ món quà của em thì chỉ là một cái cây quạt thôi. Thì quạt như là tạo ra gió và em cũng giống như nó là sẽ thổi vào anh một cái luồng gió mát cho cuộc đời của anh. Cảm ơn, món quà của em rất là có ý nghĩa. Ở đây thì mình đến cái chương trình này là một cái duyên. Mọi thứ nó đều đã có sắp đặt sẵn rồi. Thì mình chỉ cần là gặp đầu nhau và để tìm hiểu nhau nữa là được. Qua cái thời gian tìm hiểu thì không biết là em sẽ dự định bao lâu mình sẽ tiến tới và lập gia đình. Thời gian thì nó cũng không phải là quan trọng lắm, mà nó quan trọng là việc mà cái tiến độ tình cảm nó đi tới đâu, đúng rồi, nó có rồi. Nhanh hay chậm. Dạ đúng rồi. Mình có tìm hiểu kỹ hay chưa? Dạ. Rồi mình mới tiến tới không nha. Rồi bây giờ thầy bước tới, nắm tay cô giáo, nói những cái suy nghĩ của mình, cảm xúc về cô giáo thế nào. Anh đây là cũng là 30 mấy năm rồi, đây là lần đầu tiên được nắm tay bạn nữ luôn. Hy vọng là chỉ còn có gật đầu đồng ý nữa thôi. Mình yêu nhau được không? Dạ. Thì em nghĩ tới đây cũng là duyên rồi, mình nên cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau. Rồi ok, thứ bảy chủ nhật có thể rảnh để hẹn hò nhau được không ạ? Dạ thì em thấy bận thì cũng là bận cái thời gian mình đi dạy thôi, còn buổi tối hoặc là thứ bảy chủ nhật thì rất là rảnh. Rồi, về chỗ nào? Cặp đôi này không bấm, tôi đè tôi bấm luôn đó. Đúng rồi đó, thôi bây giờ là không có nói năng gì nữa hết trơn. Đếm một. Thôi. 1, 2, 3. Bây giờ chính thức mình hẹn hò với nhau, nắm tay nhau đi nào. Xin hai bác cho con ôm Thảo một cái. Dạ, xin hai bác à. Dạ. Coi, cho con ôm bạn à. Đúng. Cho mình ôm. 30 mấy năm đó, chắc vô. Đứng nguyên. Sao tôi nhớ hồi xưa lúc mới yêu nhau quá trời, nó kiểu thẹn thùng, chặt chút xíu coi sao đứng chứ. Thầy thấy thôi, sao thầy? Thôi ngại. Hả? Cô giáo ngại. Có nghĩa là mình đi hẹn hò nhiều hơn nữa để tìm hiểu cho nó rõ. Đúng rồi. Chúc cho thầy cô giáo sớm tìm được tiếng nói chung và sớm về chung một nhà, ăn cơm chung một mâm, thổi cơm chung một nồi, ngủ chung một giường. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một giữ món quà này để nhớ mãi. Dạ dạ. Giữ cái hình này nhớ luôn. Cái này để em về em sẽ... Mình có xóa nó. Dạ, có nghĩa là mình sẽ chỉnh chu hơn. Đúng rồi, bổ sung vô thôi. Dạ. Bởi vì nó là một niềm không bao giờ quên được nha. Dạ dạ. Rồi, chúc cho thầy cô hạnh phúc. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Dạ.
Sao mấy cô gái giờ hay đi tìm người đàn ông sạch sẽ gì? Chứ gọi gì nữa. Làm như đàn ông dở dơ lắm hay sao vậy? Nó phải gọn gàng ấy ạ. Chứ chú là chú gọn gàng đó, chú cũng bê bối lắm. Nhiều khi đôi khi không sạch sẽ. Thì em là xem em suy nghĩ một lúc xong quyết định là nếu mà anh không cho em nghỉ được 3 ngày thì anh cho em viết đơn xin thôi việc. Đó coi trời. Tức là quyết tâm. Vì tham gia chương trình mà em xin nghỉ việc luôn. Vâng. Tức là em chọn một trong hai. Còn nhược điểm thì là hay quên ạ. Khi mà công việc thì em sẽ phải nốt lại. Nhưng mà nhiều khi nốt rồi nhưng mà em vẫn quên chị ạ. Trả lời thiệt lòng là giờ thích gái cao hay gái thấp? Em nếu mà làm gì đừng có nói tội nghiệp ta nó bị rung nữa. Nói thiệt là thích gái tóc dài tóc ngắn. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai, ngồi đi em. Mời nhà gái. Bây giờ thì mời em trai giới thiệu về mình cho bên nhà gái cùng nghe luôn nha. Đầu tiên tôi xin kính chào nghệ sĩ Quyền Linh cùng với lại tất cả quý vị khán giả cùng với lại các bạn đang xem trên đài truyền hình. Tôi tên là Đào Tiền Phương, tôi sinh năm 1991 và tôi đến từ Phú Thọ. Tức là Phú Thọ là đất tổ vua Hùng đúng không? Dạ vâng đúng rồi. Mời nhà gái. Dạ em chào chị Ngọc Lan ạ, chào chú Quyền Linh ạ, chào bạn nam bên kia và chào toàn bộ quý vị khán giả có mặt ở tại trường quay ạ. Con là Kim Ánh, năm nay em 25 tuổi và hiện tại thì em đang làm việc ở Hà Nội. Công việc của em là kinh doanh online và em đến từ Vĩnh Phúc ạ. Hôm nay mình ghi hình là mình bay từ Hà Nội vào. Dạ vâng đúng rồi ạ. Cũng từ Hà Nội mới bay vào luôn. Dạ vâng. À vậy là hôm nay các bạn từ Hà Nội bay vào hết luôn. Có biết đâu hôm nay các bạn sẽ về chung một chuyến bay. Em vẫn chưa đặt lịch vé máy bay về ạ. Xong câu chuyện ngày hôm nay sẽ đặt. Bạn gái đặt máy bay chưa? Dạ chưa ạ. Rồi, hôm nay chúng ta cùng đặt nha. Dạ vâng. Chắc nghi hai bạn này đặt trễ quá, xong rồi còn hẹn hò, còn đi dạo Sài Gòn nữa. Đúng chứ. Rồi. Dạ cũng mong vậy chị ạ. Vâng. Tiến Phương là làm công việc gì? Trước đây một ngày thì công việc của em là làm tổ trưởng quản lý bộ phận sản xuất ở bộ phận camera của công ty điện thoại Samsung ạ. À, camera. Chi nhánh ở dưới khu công nghiệp Bình Xuyên 2 Vĩnh Phúc ạ. Còn bên nhà gái làm công việc gì nhỉ? Dạ em kinh doanh online và chạy quảng cáo chứ. Bây giờ mình nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Ưu điểm của em thì là một người khá là thân thiện, hòa đồng và biết lắng nghe người khác cũng như là quan tâm người khác. Còn nhược điểm thì là hay quên ạ. Khi mà công việc thì em sẽ phải nốt lại. Nhưng mà nhiều khi nốt rồi nhưng mà em vẫn quên chị ạ. Rồi còn em trai điểm mạnh điểm yếu là gì? Trước tiên em xin nói về điểm mạnh của em thì điểm mạnh của em là đầu tiên là cái khả năng tự lập, biết em biết nấu ăn, biết quan tâm người khác và có lòng thương yêu vị tha với lại những hoàn cảnh trường hợp khó khăn ạ. Điểm yếu đầu tiên của em đó là em không biết cách giữ tiền. Nói tới 4 lần mới ra được cái chữ giữ tiền nha. Yên tâm, sẽ có người giữ giùm cho em. Dạ vâng, đấy là mục đích mà em hôm nay đến để tham gia chương trình ạ. Hay quá, vậy bên kia giữ tiền được không nè? Dạ được chú ạ. Rồi, khỏe luôn. Bây giờ mình nói về tình trường đi. Dạ thì em cũng đã trải qua 3 mối tình rồi ạ. Con yêu cũng hầu hết cấp 3 thì bắt đầu yêu rồi ạ. Mối tình dài nhất thì là 3 năm ạ, thấp nhất là 8 tháng. Còn bên kia thì sao? Dạ thật ra em thì mới trải qua có hai là bốn thôi. Có hai mối tình ạ. Và một dài và một dài một ngắn ạ. Tức là mối tình đầu tiên của em đấy là mối tình em kéo dài trong vòng 3 năm. Đấy là trong mối tình thời gian mà em đang đi làm việc ở bên nước ngoài. Nước ngoài em làm ở đâu? Ngày trước em đi Đài Loan ạ. Em gặp gỡ và quen biết bạn đấy ở bên Đài Loan. Đài Loan luôn. Dạ vâng. Rồi 3 năm thì sao chia tay? Cũng yêu nhau, cũng hợp nhau và cũng có cùng chung quan điểm, nhưng mà sau này về sau thì là giữa em và bạn đấy có những cái quan điểm và những cái lối sống khác, chia tay ạ. Là em quen một bạn khác. Dạ vâng. Thực ra thì mối tình thứ hai thì thực ra là chỉ diễn ra trong vòng tầm khoảng 6 tháng thôi ạ. Giờ tôi phải qua tôi nhìn mặt coi làm sao mà hồi hộp không? Ủa, chị lúc hèn gì nói chuyện
có một câu một hà mà cứ nói đi nói lại tới ba bốn lần. Nói em có hai hai hai. Hai rồi tụi nó sáu mối tình luôn. Cái điểm của em đó là tình cảm cũng hồi hộp thì em hay bị cà lắm á. Cà lắm. Ông mà rất là dễ thương. Dễ thương mà. Cà lắm rất là dễ thương luôn á. Sắp tới nè, mình sắp có bạn gái nè, bây giờ mình nói về cái mẫu người yêu lý tưởng của mình đi. Em không có một mẫu người yêu lý tưởng nhất. Là đơn giản em chỉ cần mong muốn một người bạn gái đấy là có lòng vị tha, biết đối xử tốt với mọi người, biết có sự yêu thương bao dung với lại mọi người. Với em như thế là đủ rồi. Thì em quan trọng về tâm hồn con người hơn là cái vẻ bề ngoài. Trả lời thiệt lòng là giờ thích gái cao hay gái thấp? Em nếu cho làm gì đừng có nói tội nghiệp ta nó bị rung nữa. Nói nhiều là thích gái tóc dài tóc ngắn. Em thích phụ nữ tóc dài và có chiều cao tối thiểu là 1m50. Ừ đó, mình nói ra cái quan điểm của mình. Còn cái chuyện mà mình gặp được ý trung nhân của mình nó có giống như là mong muốn của mình hay không, đó là chuyện khác để chị. Được chưa? Giống không? Quá tuyệt vời. Tóc dài, thân hình rất là cân đối, phải nói là ba dòng rất là đẹp. Được không? Dạ, con chào chú ạ. Trời ơi. Dễ thương không? Được à. Bây giờ mẫu hình lý tưởng của mình như thế nào con? Mẫu hình lý tưởng thì cao trên 1m7 là được ạ. Ưa nhìn một xíu. Em cao tròn 1m7. Và sao nữa? Gọi là đàng hoàng sạch sẽ là được ạ. Trời ơi, mình để thơm phức. Sao mấy cô gái giờ hay đi tìm người đàn ông sạch sẽ gì? Chứ gọi gì nữa. Làm như đàn ông dở dơ lắm hay sao vậy? Nó phải gọn gàng ấy ạ. Chứ chú là chú gọn gàng rồi đó, chú cũng bê bối lắm. Nhiều khi đôi khi không sạch sẽ. Không, ví dụ như là ở nhà thì như thế nào cũng được. Nhưng mà ra ngoài thì chỉnh chu một xíu. Chú cũng ít chỉnh chu lắm. Chú cũng mang dép mà mặc sờ lõn đi ào ào vậy đó. Bên kia cao mét mấy quên rồi ta? Vừa tròn 1m7. Rồi, ngon lành luôn. Hỏi coi đáp ứng được nhiều nhu cầu của nhà gái. Em tự tin 100%. 100%. Bây giờ con thích điều gì đàn ông này? Con không thích bạn nam hút thuốc nè, da trưởng hay ghen. Có ghen không? Em thực ra thì em cũng chuyện đời thì em cũng hiểu, tự nhiên là em sẽ phân biệt được đâu là lúc nên ghen và lúc không nên ghen ạ. Lúc nào nên ghen nói nghe thử. Thực ra đây là một trường hợp cụ thể thì mới có thể nói, bây giờ mình không thể nào mà ví dụ như thấy bạn gái mình cứ cắm cúi nhắn tin hoài, có ghen không? Trong một mối quan hệ giữa hai người thì em đề cao sự minh bạch. Anh nè, tôi nói nghe nha, nếu mà quen cô bên đây là ghen dữ lắm luôn á. Là ghen dữ lắm á. Dạ em có thuốc dạy nhưng mà em đang cố bỏ dần. Bây giờ mình hỏi ý kiến người nhà nè. Đúng rồi. Em đi dài. Dạ em đi với chị đồng nghiệp ạ. Dạ em chào chị Ngọc Lan. Chị Ngọc Lan xinh quá. Vâng ạ. Em là Thùy Linh ạ. Thì thấy bạn bên này thì cũng có một cái điều kiện là cũng phù hợp, là đấy là gần nhà mình đấy. Ở Phú Thọ thì sang Vĩnh Phúc nhà mình thì nó chỉ qua một cái con sông tí tẽo thôi. Đó, còn những cái khác thì em nghĩ là chắc là Kim Ánh qua quá trình nói chuyện thì tự em ấy sẽ cảm nhận được, vì qua ba mối tình thì cũng đã có nhiều cái trải nghiệm rồi. Vâng, em cảm ơn. Đấy. Rồi, bây giờ em đi với ai? Em đi một mình ạ. Rồi, bây giờ thì mình mở rào ra, hai bên nói chuyện để tìm hiểu lẫn nhau nha. Mở rào. Bắt đầu đi. Bong bong bong. Dạ, em chào anh. Thì lần đầu tiên anh gặp em thì anh cũng chưa biết phải nói gì. Thì hôm nay anh đã tự tay chuẩn bị một... Đi ở đất Sài Gòn này, đã chọn một bó hoa dành tặng cho em. Dạ vâng, em cũng có một cái món quà tặng anh. Đấy là một cuốn sách có tên là Hiểu Về Trái Tim ạ. Tặng em nhé. Anh cảm thấy em sao ạ? Anh thấy em là một người dễ thương. Thực ra trong lần đầu tiên tiếp xúc thì anh cũng chưa biết được nhiều, nhưng mà anh nghĩ rằng em là một người phụ nữ dễ dựa. Anh nghĩ là em rất giống với lại mẹ của các con anh. Wow. Đứng hình luôn rồi chú ơi. Em cảm ơn ạ. Em cảm thấy thì anh cũng là một người cũng khá là hòa đồng này, và có một đôi chút là hơi gọi là chắc là hơi run nên là anh hơi bị cá lăm một xíu. Đấy, còn về ngoại hình thì cũng khá là ưa nhìn.
Và em thì em không quan trọng về cái ngoại hình, nhưng mà sau mà khi mà nghe anh chia sẻ thì em cũng thấy là cũng có khá là nhiều cái tương đồng với em. Theo anh thì quan điểm, anh có quan điểm như thế nào về tình yêu nhỉ? Quan điểm trong tình yêu thì anh chỉ có một yêu cầu duy nhất, đấy là sự thật thà và sự tin tưởng, sự tin tưởng lẫn nhau. Nói chung anh nghĩ rằng trong khi một mối quan hệ yêu đương thì là mọi chuyện mà mình nên rõ ràng với nhau một chút. Có những cái chuyện chưa, cho dù đó là chuyện tốt hay là chuyện xấu thì mình đều nên nói để mình cùng nhau chia sẻ, để mình cùng nhau vượt qua. Dạ vâng, em không biết là anh có phải là người cực kỳ nóng tính không ạ? Thực ra thì anh nóng tính thì anh là một người trầm tính, nhưng mà lúc khi anh nóng, anh cũng là người một người kiềm chế cảm xúc của mình. Điểm yếu của anh đấy là anh cũng không kiềm chế được cái cảm xúc của mình. Nhưng mà cái cảm xúc nóng tính thì là không phải, cái cảm xúc của anh ấy thì anh không kiềm chế được. Nhưng mà những lúc nào mà anh còn nóng tính ấy, thì anh thường là anh rất là ít nói. Em quen anh mà em thấy anh, em hỏi mà em nói chuyện với anh mà thầy hỏi anh nhưng anh không nói gì, thì đấy là khi anh đang kiềm chế lại cái cảm xúc của mình. Anh nói thật với em là hôm nay là anh cũng không có ý định tham gia chương trình đâu. Hả? Chương trình ép em đi hả? Và không, chương trình bạn muốn hẹn hò chị. Lúc đầu tiên là chương trình gọi điện cho em đã trúng tuyển, là bạn đã sắp xếp để bảo em sắp xếp em đi tới để tham gia chương trình để quay ấy. Em mới gọi điện lên cho quản lý công ty. Thì là em xin phép được nghỉ 3 ngày. Mà công việc đấy thì em mới làm được có 6 tháng. Thì là cái lịch ngày nghỉ phép của em chỉ có được nghỉ 1 ngày thôi. Thì em suy nghĩ một lúc xong quyết định là nếu mà anh không cho em nghỉ được 3 ngày thì anh cho em viết đơn xin thôi việc. Đó coi trời. Tức là quyết tâm. Vì tham gia chương trình mà em xin nghỉ việc luôn. Vâng. Tức là em chọn một trong hai. Vâng. Như vậy thì ngày hôm nay mình phải quyết tâm mình đem được cô gái này về. Vậy thì em có hối hận nếu như ngày hôm nay em bị cho nghỉ việc không? Em nghĩ là không ạ. Vì sao? Anh nghĩ rằng cuộc đời mình có nhiều con đường để đi. Hôm nay anh gặp em, có thể là mình hợp nhau thì đấy là một cái duyên, mình đến được với nhau nên duyên vợ chồng thì đấy sẽ là một cái duyên. Còn nếu không thì hôm nay anh quen biết, anh sẽ có thêm một người bạn, anh có cơ hội được gặp mặt nghệ sĩ Quyền Linh. Chị Ngọc Lan. Cả chị Ngọc Lan, và thêm một lần em sẽ được đi lên trên truyền hình. Dễ thương quá. Cái quyết tâm như thế, thật ra đàn ông là phải như vậy. Đúng. Anh thì mẹ anh đang bảo là nếu mà Tết này mà anh không chịu lấy vợ thì mẹ anh sẽ đuổi anh ra ngoài đường ở. Với em thì không quan trọng tình yêu, thì nó sẽ không có thời gian và sẽ không có khoảng cách. Tôi thích cái bạn này nói chuyện quá đi. Tôi cũng thích nữa. Rất là đàn ông. Ừ. Có trách nhiệm. Ủa gì, tôi không đàn ông hả? Tôi nói chuyện đàn ông hả? Rất là trách nhiệm, tôi nói anh rất là trách nhiệm. Hai bạn có thể giao lưu chút xíu về âm nhạc. Đúng đi. Đúng rồi. Hai bạn nắm tay nhau nào. À, chúng ta có thể hát cho nhau nghe một đoạn nào đó. Đứng xích ra đây, xích đi. Rung quá trời, rung rồi. Đây, hai tay đây, tay bên kia. Đó, hai bạn đứng đối diện nhau. Đó. Tay chạm tay, mắt chạm mắt, nhưng môi đừng chạm môi. Em thấy là bạn nữ hát gì, xin hát không, gì xin đó. Không? Dạ, bạn nữ xinh lắm. Xin đó. Mà bên đàn trai cũng rất là đàn ông luôn. Dạ. Chắc là tại vì anh gặp định mệnh nên anh gặp định mệnh của anh nên anh mới run như này. Chứ bình thường anh không run như này đâu. Trời đất ơi. Hay quá trời đất ơi. Em trai, bây giờ em nhìn thẳng cô gái, em nói hết những cái suy nghĩ của mình. Thực ra thì hôm nay lúc trước khi gặp em ấy thì anh cảm thấy nó bình thường lắm. Anh chẳng thấy có vấn đề gì đâu, nhưng mà lúc ở sau ở đằng sau cánh gà anh không biết là chỉ còn một chút thời gian nữa thôi là anh sẽ gặp được một người bạn gái, một người cùng sẽ cùng mình hẹn hò ngày hôm nay. Mình trong lòng anh đặt rất là nhiều câu hỏi, thế là anh không biết em sẽ là người như nào, chiều cao em như nào, màu mắt em như nào, tóc em có dài không, có phải là người phụ nữ mà anh chờ đợi hay không. Nhưng mà thế gặp rồi thì anh thấy sao ạ? Thực sự anh ước gì mà anh có thể gặp em từ cách đây 32 năm về trước. Trời ơi. Suy nghĩ thật kỹ nha. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian.
gia đình bạn gái đang theo dõi chương trình, mình có thể nói chút xíu với nhà gái. Thì hôm nay trước chương trình bạn muốn hẹn hò thì con anh bình tĩnh cứ tiếp tục. Con cảm ơn hai bác sinh ra một người con gái xinh đẹp và hiền lành như này. Thì con xin phép hai bác được cho con được công khai tìm hiểu. Cho con được phép công khai tìm hiểu con gái của hai bác và mong rằng hai bác sẽ có sự đồng ý của hai bác. Con hứa với hai bác nếu hợp thì con sẽ cố gắng chăm sóc cho cô ấy thật tốt. Con sẽ lo lắng phải chăm sóc cho cô ấy thật tốt nhất có thể ạ. Thật ra chọc chút cho nó vui nhưng mà những cái điều đó rất là dễ thương luôn. À, và đây là những món quà dành cho các bạn đôi hiểu và yêu nhau hơn. Rồi, xin được cảm ơn hai bạn. Cảm ơn ạ. Như vậy là cặp đôi đầu tiên đã bấm nút hẹn hò. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi tiếp theo. Cặp đôi thứ hai. Xin mời. Này mà về ở chung là vui vẻ cả ngày vui đó. Nữa. Chào em. Dạ, dạ. Cái mặt dễ thương quá vậy. Dễ thương lắm. Có duyên à? Có duyên. Nhìn mặt này lúc nào cũng vui vẻ đó. Dạ đúng rồi. Nhà trai sao? Được tình duyên là có mấy mối tình? Em trải qua 3 mối tình ạ. Trời, dữ ta. Cái gì mà tới 3 mối lận em? Một cái nét đẹp của người gọi Á Đông đó. Y chang luôn. Giờ mình muốn tìm một nửa mảnh ghép như thế nào? Mời bạn gái. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Thị Hùng Viễn, em đến từ Quảng Ngãi. Em sinh năm 96 ạ. Hiện tại thì em đang kinh doanh. Em đang có một cái cửa hàng nhỏ ở Tân Bình. Kinh doanh về hộp đựng giày dép và kệ gỗ đa năng. À hay quá. Mời em trai. Em xin tự giới thiệu, em tên là Kiều Minh Đức. Em sinh năm 1996, bằng tuổi bạn bên kia. À. Và hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Làm việc gì Đức? Em là chuyên về kinh doanh bên cái lĩnh vực là điện năng lượng mặt trời. Điện năng lượng mặt trời bên kia là gỗ lắp ghép, bên đây là năng lượng mặt trời. Hộp đó, cái nhà là có hai thứ vô luôn. Đầy đủ luôn. Đầy đủ luôn ha. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì Đức? Hòa đồng với mọi người này, vui vẻ, nhiệt tình. Yêu thích chơi thể thao, các cái môn thể thao như là chạy bộ, rồi cầu lông, bóng bàn, ăn nói lưu loát, nhiệt tình. Tốt. Yêu thích ca hát. Hay quá. Đấy, em thì sống tình cảm lắm, không có bao giờ ghét bỏ ai hay gì cả. Điểm yếu của em thì em thừa nhận là em hơi chưa được gọn gàng lắm, chứ không nên nói bừa bộn. Đúng rồi. Nói bừa bộn thì cũng quá đáng, nhưng mà chưa được gọn gàng lắm. Có vợ thì sẽ tự gọn gàng thôi. Rồi, bây giờ điểm mạnh điểm yếu của mình là gì nè? Điểm mạnh của em là luôn luôn lạc quan và tích cực và cố gắng. Nói chung là mọi người hay nhận xét em là một cô gái là lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, lúc nào cũng vui vẻ, không có kiểu như không có bi quan trong cuộc sống, không, cái gì cũng cố gắng hết. Hai bạn này rất là yêu đời, đầy năng lượng, vậy là khỏe rồi. Bây giờ nè, mình hát bài gì cho nó vui vui không khí lên cái coi. Đến với chương trình hôm nay thì em xin hát tặng bạn nữ gái bên kia và khán giả trong trường quay bài hát là Cung Đàn Mùa Xuân. Hay quá. Thật lớn lên nào. Em ơi vút lên một tiếng đàn, kìa đàn đã so dây, cung đàn đã lửa phim mơ. Đất nước mình xin sao mùa vui đang nở rộ, mừng xuân chiến thắng gieo ca, xuân về non nước bao la. Mầm sống ta gươm giữa đời, tay anh nâng ngọn đèn em che ngọn gió, anh nâng mầm chồi em chút nắng vàng. Đường vui nay bước thanh thang, tâm hồn lòng gió em ơi, xây đẹp mộng ước tương lai. Em ơi vút lên một tiếng đàn. Thấy nhà trai tôi vui không? Cảm ơn anh khán giả. Vui tươi quá, dễ thương quá. Em thấy ông trai hát làm sao? Dạ em thấy bạn hát rất là hay ạ.
Này mà về ở chung là vui vui vẻ cả ngày vui đó. Nữa. Chào em. Dạ, chào mặt dễ thương quá vậy. Dễ thương lắm. Có duyên à? Có duyên. Nhìn mặt này lúc nào cũng vui vẻ đó. Dạ đúng rồi. Mình hát lại bài mình trả lại cho người ta cưng. À, em cũng có một bài hát tặng mọi người, tặng bạn Nam là bài Hồn Quê ạ. Dài Hồn Quê. Em theo anh qua những cánh đồng thâm lúa Việt Nam, nơi bao năm xa cách tương chừng hôm nay lớn dần, lòng vời vời xa xôi gửi lại kỷ niệm khôn đôi, thương cứ lắm ban chiều và mái tranh thố còn nằm nổi, cây mai che bóng mát môi chiều ta đứng chờ nhau, như âm xưa như ngỡ sông lại bên giây phút đầu, lời nó ngọt ngào cho nhau, tình đó hàng mãi sau, thôi hãy xem như cuộc đời ngủ quên chìm vào lắng. Yeah, được. Nhà gái hát cũng hay, cũng ngọt ngào, nhà trai cũng không kém. Chúc mình kiếm bài nào mình xong ca là xong. Đúng rồi. Nếu mà hợp lý mình bấm nút luôn. Bây giờ chúng ta bàn về tình trường của nhau đi. Dạ em có một mối tình ạ. Mối tình đó thì kéo dài đến 3 năm rưỡi. Nhìn sao chia tay? Thì khi mà trước khi quen á thì em có nói với bạn Nam là khi mà em đã quen mà trên 3 năm á thì em sẽ nói chung là cũng đã xác định, nhưng mà khi mà đến 3 năm thì em mới là dừng lại và em hỏi là mình có thể đi tiếp với họ cái con người như này được không, nếu mà mình chấp nhận thì mình đi, còn không á thì mình nên dừng lại để cho bản thân mình còn có những cơ hội khác. Thế là em chọn cách là dừng lại. Rất văn minh ha. Dạ. Tôn trọng nhau, hỏi ý kiến lẫn nhau. Nhà trai sao? Đường tình duyên là có mấy mối tình? Em trải qua 3 mối tình ạ. Trời, dữ ta. Cái gì mà tới 3 mối lận em? Nhưng cái mối tình này thì nói chung có mối... Mối sâu, mối không sâu. Còn mối sâu, mối không sâu. Nào sâu đâu. Dài nhất được 2 năm ạ. Cái mối tình đầu tiên của em thì thời học sinh cấp 3 thì em biên phương bạn kia. Thì lớp 11 lên lớp 12. Thì em viết thư tình dữ lắm. Sao? Nhưng mà bạn nó không có đồng ý. Rồi mối tình 2 năm đó sao chia tay? Mối tình 2 năm thì bắt đầu lên là đại học thì em có quen một bạn ở ngoài Hà Giang. Hai đứa quen nhau qua mạng. Em yêu xa 5 rưỡi, sau đó em mới ra Hà Nội gặp bạn đó. Bây giờ tôi qua tôi coi nhà gái coi sao, nãy giờ tội nghiệp bỏ nhà gái. Trời ơi, chào em gái, dễ thương quá lắm. Mình nghe mình có mối tình, mình nghe bên kia có 3 mối rồi. Ai tôi cũng mình dễ thấy thương. Sao? Em thấy cũng bình thường ạ. Bình thường đúng không? Mối tình thời học sinh đó mà. Dạ. Bây giờ nè, mình muốn có một người yêu lý tưởng ra sao mà? Em muốn tìm một người là chín chắn, trưởng thành và chia sẻ chung thủy. Em nghĩ là em cũng rất là bận rộn nên thành ra là em cũng không thích một người mà lăng nhăng. Mình phải lúc nào mình cũng phải kiểm soát họ, mà em không thích. Em thích là họ tự do, họ có thể tự kiểm soát được họ, em cũng có thể tự kiểm soát được em. Và đừng làm gì đó lỗi với cái người kia. Dạ đúng rồi. Khoảng bao lâu mình kết hôn được? Bởi vì mình còn trẻ tuổi quá. Dạ em dự tính thì sẽ 1 đến 2 năm. 1 đến 2 năm. Hợp lý. Được. Rất hợp lý. Bên đây thì sao? Em đủ trưởng thành để đủ lòng bao dung cho bạn nữ và đủ tự kiểm soát tự được bản thân mình bản không? Thân mình. Không, bạn bên kia rất là dễ thương luôn. Bên đây mớm mớm giống Ngọc Lan thích lắm bạn bên đó đó. Bạn này dễ thương. Thật ra một cái nét đẹp của người Á Đông đó. Y chang luôn. Giờ mình muốn tìm một nửa mảnh ghép như thế nào? Em thì em thích một người con gái họ biết chăm lo cho gia đình nhiều hơn, thiên về hướng gia đình. Ngoài ra thì cô ấy là một cô gái tự chủ và độc lập về tài chính. Không phải là vì em không lo lắng được cho gia đình mà để những cái lúc mà có vấn đề gì thì cô ấy có thể tự lo lắng cho bản thân mình được. Ngoại hình thì em không yêu cầu nhiều. Trên khoảng 1m55 đổ lên là được. Gương mặt dễ thương, cân đối là được. Trời, quá dễ thương. Yên tâm. Tôi qua tôi coi mắt tôi thấy được lắm rồi đó. Dạ. Về chỗ trả lại không gian cho nhau và mối lớn quá. Những cái yêu cầu của hai bên tôi thấy rằng rất là hợp lý. Mỗi bên gần như nó chiếm khoảng 90% trở lên. Đúng rồi. Bây giờ mình hỏi ý kiến gia đình cái mình cho gặp mặt. Dạ. Luôn ha. Em gái đi với ai cưng? Em không có ai hết. Vậy thì em có chị không sao hết. Rồi em trai đi với ai cưng? Dạ em đi với hai anh bạn đồng nghiệp và bạn của anh bạn. Rồi. Dạ. Sao mình có ý kiến nào không hay anh? Nói chung là em Đức đó thì thấy cũng được đó,
anh thấy cũng ok đó. Nhưng mà do là do em. Đức nó hiền không? Rất là dễ thương. Dễ thương không? Trong công việc rồi này kia nọ làm rất là chuẩn. Chơi với bạn bè đẹp không? Tốt lắm. Tốt lắm hả? Có người yêu lăng nhăng không? Không, cái đó là không có. Không cái có đâu. Chắc là không có. Hay có cô gái nào tìm không? Không luôn. Tại vì đi làm chung với nhau hàng ngày mà. Ừ. Ở chung anh em ở chung với nhau làm chung mà. Ừ. Nghe biết được cái bản tính của em của mình nó như thế trước nào. Trước khi đi đến đây nó có giận gì không? Không, không giận. Ờ, đó được. Không có giận thôi, được đó. Tôi hỏi cho. Tôi bảo vệ bạn gái bên kia. Mày hỏi vậy chứ nhiều khi nó dặn trước á. Đúng là kinh nghiệm làm mai 10 năm mọi người. Ngọc Lan không nghĩ ra cái câu hỏi đó luôn á. Được, anh rất là thật luôn không? Nói như thế đi thằng là không có dặn gì hết đó. Có sao nói vậy người ơi. Vậy là cặp này hợp lý ha. Tại tôi thấy em gái em kia dễ thương quá. Dễ thương quá. Tìm hiểu cho nó cặn kẽ không? Cái gì có gì nói thiệt. Không những là một mình chị bảo vệ em mà ngay cả ông Mai bên kia cũng bảo vệ em. Nên em cứ an tâm nha. An tâm nha. Thôi mở rào. Không gian này là của các bạn đó. Bắt đầu đi. À, hôm nay tham dự chương trình thì anh có món quà tặng em. Em có thể mở ra xem ạ. Thì đây là một cái móc chìa khóa. Ngày hôm nay thì tham dự chương trình anh không có tặng hoa. À, bởi vì anh nghĩ rằng hoa thì theo thời gian nó cũng sẽ úa tàn. Nhưng mà cái này thì nó có ý nghĩa đó là khi mà em treo vào cái chìa khóa của em ấy thì anh ngày hôm nay anh có một cái lời nhắn nhủ dành cho em, đó là em đi làm hay đi đường em chú ý cẩn thận, và khi em nhìn thấy cái móc chìa khóa này thì em nghĩ tới anh ở bên cạnh, và anh sẽ luôn ở bên cạnh em để chia sẻ và tâm sự động viên với em, bởi vì anh biết rằng anh cũng làm kinh doanh, công việc kinh doanh thì sẽ có những lúc nó lên xuống, nó không như những công việc khác, thì mình cố gắng vững chí bền lòng và có gì chúng ta chia sẻ với nhau đó. Hay quá. Cảm ơn em rất là nhiều. Rất tâm lý. Thích nhất là cái món quà để nhắc nhở bạn gái là đi đứng cẩn thận. Em gái cảm nhận chàng trai thế nào? Em thấy bạn nam rất là được ạ. Nói chung là đến đây em cũng nói trong đầu là em kêu là sẽ chọn một cái người bạn mà thích thể thao á, để sáng ngày cùng đi chạy bộ á. Thì mình chạy một mình buồn lắm, nên là cũng muốn tìm một người bạn có thể là chạy bộ cùng mình. Em ở quận mấy nhỉ? Em ở Tân Bình. Để anh chạy qua Tân Bình nha. Sáng mai 5 giờ anh chạy qua Tân Bình. Ông dễ sợ thiệt. Ok. Rất là được luôn. Thì như lúc nãy thì em có chia sẻ là dự tính 1 đến 2 năm nữa thì em sẽ lập gia đình. Nhưng anh dự tính khoảng 1 năm nữa sẽ lập, bởi vì cái tuổi của chúng mình là cũng đến tuổi như cũng phải lập kế hoạch cho cái cuộc đời của mình rồi. Đó. Thì cơ khoảng 26, 27 tuổi là kết hôn được rồi. Thế để muộn quá thì nó cũng không hay, sau này con cái nó cũng muộn. Hy vọng rằng là trong 1 năm sắp tới thì em sẽ cho anh nhiều cơ hội để anh có thể ở bên cạnh em, quan tâm em, lo lắng cho em và dành cho em những cái khoảng thời gian tuyệt vời nhất. Anh biết rằng thì không có ai là hoàn hảo cả. Thì hy vọng rằng là những cái lúc mà anh có những cái gì đó nó chưa được theo ý em chẳng hạn, thì hy vọng rằng là mình sẽ cùng ngồi lại với nhau, chia sẻ và bàn bạc. Đừng có cãi lộn hay gì cả, anh không thích cãi lộn. Anh nói rất là giống, kiểu như giống em á. Là em cũng nói là em không thích một người gia trưởng, nhưng mà nếu mà em có cái gì đó thì hai người cùng ngồi xuống, em sai thì góp ý, anh sai góp ý, thì em thấy như thế rất là tuyệt vời. Em rất là thích kiểu như vậy, cái gì không đừng có cãi nhau, để em thích như thế. Hai người chia sẻ với nhau. Khi mà anh đăng ký tham dự chương trình này thì anh mong muốn là tìm một bạn nữ quê ở miền Trung. Em biết tại sao không? Bởi vì là khi mà mình có những cái người miền cùng vùng miền với nhau ấy, thì nó có nhiều cái về văn hóa này, cái ngôn ngữ này, nó cũng dễ hòa đồng hơn và dễ chia sẻ hơn. Và sau này thì mình đi lại nó cũng thuận tiện hơn. Chung là chúng ta có nhiều điểm chung đấy để chia sẻ với nhau. Hay quá. Vậy thôi chúng ta bấm nút thôi. Chừng gì nữa hả? Dạ. Hãy để tay vào nút bấm các bạn. Rất hợp lý. Nào, bây giờ chúng ta đủ sức để quyết định một điều gì đó quan trọng đến cuộc đời của mình.
Bao nhiêu năm qua hai bạn không gặp được ai, không gắn kết được với ai thì định mệnh rồi, hai bạn đến đây để gặp nhau. Nào, sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ đưa ra quyết định. Chúng tôi thấy rằng thời khắc rất hợp lý, câu chuyện rất hợp lý, tình cảm của hai bạn cũng rất hợp lý. Hai người cũng hiểu nhau rất nhiều vấn đề đã là của chung rồi đó. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Bấm luôn. Tuyệt vời. Đấy. Chúc mừng hai bạn. Chính thức mình đã hẹn hò với nhau, nắm tay nhau nào. Tay em ấm. Ấm rồi. Tay anh hơi lạnh, đây hôm nay có cái máy lạnh. Chúc hai em hạnh phúc nha. Thật là đẹp đôi lắm. Thật là dễ thương vô cùng luôn vậy đó. Cảm ơn hai bạn. Cảm ơn chương trình rất là nhiều. Một ngày Valentine rất là thành công. Rất là nhiều niềm vui, rất là hạnh phúc. Hạnh phúc này xin gửi đến những cặp đôi đang yêu nhau, đã yêu nhau, chuẩn bị yêu nhau. Và những cặp đôi đang đến một ngày lễ hội Valentine thật là hạnh phúc nha.